Nên gầy khỏe như qua. Cũng vậy. Dạ. Rồi có hành nhất dữ không? Dạ, bữa nay dì nhận giùm con cái tiền này là của anh Quỳnh Văn Độ á, gửi cho dì ba là 300.000. Rồi dì qua nhận rồi, cảm ơn con ha. Cảm ơn. Dạ. Rồi thay mặt anh Quỳnh Văn Độ ha, chúc dì ba nhiều sức khỏe, gắng vượt qua khó khăn hả dì ba. Dạ. Mấy ngày khỏe không anh Tứ? Dạ, bệnh cho 2-3 ngày nay anh. Dạ. Tự nhiên cái bụng mình nó phình lên vậy nè. Thì hôm qua, hôm qua với tối nó căng cứng nhắc luôn. Là nó đầy hơi hay sao? Dạ. Rồi đi khám rồi sao? Hôm qua với tối vô bệnh viện luôn. Rồi tổng bác sĩ không khám nhận bụng gì đó, nói là chưa đi cầu. Rồi ông đưa thuốc cho gì uống, mà ông về em uống rồi hôm qua tối nó sệt, hôm nay nó phình lên nữa. Mà có đi cầu được không? Đi cầu được có 2 cục à. Giống như nó bị nó phì lên nữa, bây giờ nó tắc nghẽn ruột vậy phải không? Rồi là tính đi đâu? Anh tính đi đâu? Tính là uống thuốc bữa nay mà không hết, ngày mơ quá tăng khám. Dạ. Rồi bữa nay anh Tấn nhận giùm em cái phần tiền này là của anh Quỳnh Văn Độ á, gửi cho anh Tấn là 200.000. Anh Tấn nhận, cảm ơn anh Độ giùm em ha. Cảm ơn anh Độ cho tiền em uống thuốc. Em dạ. Cảm ơn anh Độ. Dạ. Rồi thay mặt anh Độ ha, chúc cho anh Tấn nhiều sức khỏe ha, gắng vượt qua khó khăn ha. Dạ. Bà hai mấy gài khỏe không? Đi quần quần đi đâu có ơi. Dạ. Là bây giờ nằm chỗ luôn đó hả? Nằm ngồi bắt đá đâu. Dạ. Chỗ là bắt đá đâu. Rồi bà gái niệm Phật cho nhiều vô bà ơi. Bà thứ mấy? Thêm Út. Thêm Út hả? Dạ bà Út ơi, gái niệm Phật vô ha. Đặng cho giống như mình bớt bệnh chứ để thôi bệnh nặng thêm á. Bà gái niệm Phật đi ha. Cái gì đâu mà một nhà mà hai người nằm nè quý vị ơi, một người ở trong con, người ngoài mẹ nữa. Mấy em gài anh có cái chị qua Quỳnh á có lợi giúp anh lần nào không? Qua không? Dạ không à. Sao vậy? Con biết có cái hộp hôm trong Tết cái gì chị có lợi cho gạo. Thì giờ tay dầm đó. Chứ bây giờ là cái chị đó là đi bệnh viện rồi là chị giúp nhanh lắm đó. Dạ. Rồi đi ngày mai đi bệnh viện có tiền không? Không. Thì cũng ra kêu chị hai mới đi bự bên trong đi làm á. Không đi làm mình đỡ đi. Rồi vậy em về anh Tuấn ơi. Dạ. Rồi có ai giúp cái gì nữa thì em đem lại cho anh ha. Thank you.
bớt để hồ điều thành bạn nó đỡ lên nó an toàn. Cái này của chị hay gì vậy? Chị cửa của chị nè. Em đã chồng anh phải bả đâu. Nó bao nó dễ chồng lắm mọi người. Ba sống tới từng tuổi này mà ba không biết cái gì sống đời. Đây. Chính rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Chùa này lỗ là không được quyền than, than là người ta nói nó xỉa rồi. Cái nãy chuối này của ai cúng vậy ta? Sao rồi đã tôi mua trái cây rồi đi mua chuối chi dở dư vậy? Thank you.